pictures, get videos, and now I've got to do Thì các bạn chia sẻ là khi mà anh nhìn cái bức ảnh sinh thông thì thực sự anh cũng cảm thấy là quá tuyệt vời. Anh thấy có cái gì tiếc nuối khi mà không có cơ hội để biểu diễn trên sân khấu đẹp tuyệt vời như thế, và anh tiếc là cái cơ hội không có cơ hội được kết nối nhiều hơn với các bạn fan của anh này cách nhờ vào trái đất. Và anh đang xem xét là trong thời gian tới tháng 11 anh sẽ tổ chức lại một buổi. Ngoài ra thì anh ấy cũng trong cái quá trình mà khi anh đi nghỉ ở đây, anh ấy sẽ tạo cơ hội để các bạn giao lưu của anh ấy, có thể là chụp ảnh, có thể là selfie, và có thể đơn giản là chỉ ngồi xuống và uống nước trà